Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Lâu lắm rồi mình mới lên live với mọi người đúng không ạ? Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Hôm nay thì mình mong muốn chia sẻ với tất cả mọi người về nỗi lòng của mình những ngày qua. Mình đã đi từ thiện vùng cao. Khi mà lên đấy, mình gặp các hoàn cảnh vô cùng éo le. Các con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng mà đã mất cha mất mẹ, rồi phải tự mình bươn trải cuộc sống. Là mình thực sự cảm thấy vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của các em. Nên là ngày hôm nay mình chính thức thành lập quỹ từ thiện Ngày Mai Tươi Sáng. Rất mong các mạnh thường quân và tất cả mọi người hãy lan tỏa thông tin này giúp mình. Và mình chỉ dùng duy nhất một số tài khoản để mọi người có thể quyên góp và gửi tiền vào đấy. Mình chắc chắn rằng với sức mạnh của chúng mình hoàn toàn có thể cho các em đi học, cho các em cơ hội đổi đời. Đây, như mọi người có thể thấy, mình sẽ cho mọi người xem các tấm ảnh của các em. Đây, rất đáng thương đúng không ạ? Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người. Số tài khoản mình đã ghi vào phần mô tả. Và mình lưu ý với các bạn là mình chỉ sử dụng duy nhất một số tài khoản này thôi nhá. Sơn Phạm, em đã gửi tiền cho anh rồi đấy. Ok, mình đã nhận được tiền của bạn Phạm Sơn rồi nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Mình xin phép được xuống live tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Anh uống nước đi, chắc là mệt lắm đúng không? Cơm, em cứ làm quá lên. Điều hòa mắt rượi rượi này mệt cái gì? Em quan tâm anh mà anh lại tỏ thái độ như thế à? Này, anh đừng có mà mắc cái bệnh nghệ sĩ nửa mùa như người ta đấy nhá. Được rồi, anh xin lỗi. Ui, anh nhìn này, tài khoản của anh nhảy liên tục luôn này. Chuyện người yêu em đã ra tay ấy, thì có cái gì không thành công. Rồi sau này ấy, chúng mình sẽ sống trong nhung lụa. Người yêu của em đúng là giỏi nhất đấy. Có ai đến kìa. Em ra xem đi. Cô tìm ai ạ? Chào cô, tôi là Diệu. Tôi nghe nói là anh Pháp đang thực hiện quỹ từ thiện Ngày Mai Tươi Sáng đúng không? Tôi đến đây đăng ký tham gia. Dạ vâng ạ, thế mời cô vào trong nhà ạ. Giới thiệu với cô, đây là anh Pháp. Còn đây là cô Diệu, người sẽ tham gia dự án từ thiện lần này của chúng ta. Mời cô vào. Vâng ạ. Mời cô ngồi. Vâng ạ. Mời em uống nước. Vâng ạ. Nghe mọi người khen ngợi anh suốt, bây giờ mới được gặp ở ngoài. Em cứ nói quá lên. Anh bình thường như bao người thôi. Quan trọng là xuất phát từ cái tâm đấy mà. Vâng, thế em vào vấn đề luôn nhá. Em nghe nói là quỹ từ thiện bên anh hoạt động rất là tốt, nên là em cũng muốn chung tay vào để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ quyên góp bằng hiện vật ạ. Bằng hiện vật? Vâng. Em sẽ chịu trách nhiệm về phần lương thực với cả là phần đồ dùng học tập, cũng như là em sẽ cho xe đi cùng với đoàn của anh. Anh phát tiền còn em phát quà. Em nghĩ đây là một điều ý nghĩa đấy ạ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Những cô gái trẻ như cô bây giờ hiếm có ai lương thiện lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là thời điểm này cô là con gái đi thì không hợp lý. Tại vì hiện tại chính phủ vẫn đang ban hành chỉ thị 15 hạn chế ra đường, nên là tốt hơn hết là cứ quy hiện vật ra tiền mặt, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Đợt vừa rồi miền Trung khó khăn, chủ yếu là người ta cần tiền mặt, nên là tôi nghĩ cô quy ra tiền cho nó gọn nhẹ. Vâng, nhưng mà nhóm của bọn em lại còn có nhiều thành viên nữa. Để em về bàn bạc với mọi người xong rồi em báo lại anh chị ạ. Dù gì cũng cảm ơn anh chị. Em xin phép. Này, ai vừa gọi điện cho anh đấy? Thì nhà đất gọi mà. Hôm trước mình chuyển tiền rồi, chắc là hôm nay nhận bìa đỏ đấy. Em tưởng anh mua mấy căn ở bên Hồ Tây rồi cơ mà. Không, mấy căn khác.
anh lại định mua tặng con nào đúng không? Làm gì có con nào ngoài con này. Công ty này cũng lớn đấy nhỉ? Em đã tìm hiểu kỹ rồi. Đây là một công ty lớn, lại còn hay có nhiều hoạt động từ thiện nữa. Chắc chắn lần này anh sẽ quyên góp được nhiều đấy. Chào chị ạ. Thế anh ngồi đi. Chào chị, em xin tự giới thiệu, em là Pháp, chủ của quỹ từ thiện Ngày Mai Tươi Sáng. Rất vui được gặp chị. Hôm nay thì được sự giới thiệu của ban lãnh đạo công ty nên em đến đây để giới thiệu với tất cả mọi người về quỹ từ thiện của em. Rất mong mọi người ủng hộ. Chị cũng có tìm hiểu thông tin về quỹ từ thiện của bọn em rồi. Em còn trẻ và tài giỏi thật đấy. Chị cứ quá lời. Em cũng giống như mọi người thôi. Rất mong các em nhỏ có một cuộc sống mới tốt hơn. Cậu Pháp tốt bụng lắm. Chị ủng hộ cậu ấy nhá. Nói đến tốt bụng thì phải nhắc đến rượu chị ạ. Chính những món quà của rượu đã giúp các em nhỏ rất nhiều đấy. Cảm ơn cậu đã khen. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì chuyến tình nguyện của chúng ta chưa khởi hành mà. Chắc là Diệu hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi nói đúng mà. Cậu chính là kẻ lừa đảo mượn danh người nổi tiếng để mua chuộc mọi người. Số tiền mà mọi người quyên góp ý, cậu tham mô hết rồi đúng không? Chắc là có vấn đề gì đấy. Nhưng mà lần nào tôi làm từ thiện cũng có những vấn đề liên quan đến tài chính. Nhưng mà lần nào thì tôi cũng minh bạch hết. Cậu đừng có mà đánh trống lảng nữa. Lần trước tôi đến nhà cậu, tôi thấy nhà cậu rất là nhiều đồ quý giá. Thời buổi dịch bệnh như thế này mà cậu vẫn mua đồ hiệu ầm ầm này. Cũng bảo. Thì tất nhiên rồi, tôi đi diễn nhiều thì tôi phải thay quần áo liên tục chứ. Thì không phải là các bên đối tác đã hủy hợp đồng vì anh không có đủ năng lực à? Với cả dạo gần đây tôi nghe nói là anh cũng mua nhiều nhà đất lắm đúng không? Mọi thông tin anh đã xác minh lại đúng chưa? Tôi đã xác minh rồi. Anh ta mua rất nhiều lô đất có giá trị. Và hơn nữa, anh ta xuống tiền luôn, không cần đặt cọc. Đại gia đó. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi nhé. Là người đồng hành cùng với anh Pháp cho các chuyến từ thiện, tôi nghĩ là cô Diệu có hiểu lầm gì rồi. Dĩ nhiên thì cô cũng là đồng phạm mà. Cả cô và anh ta lừa đảo đến hàng chục tỷ đồng tiền kêu gọi từ thiện đúng không? Tất cả số tiền chúng tôi quyên góp được đều đã trao đến tay người dân. Tất cả danh sách, số điện thoại và địa chỉ liên hệ tôi đã gửi cho cô rồi còn gì. Ở đây chúng tôi không tiếp người lớn. Tôi đến để lấy hộ cháu Long. Cháu bị ốm không đến lấy được ạ. Anh cảm ơn ạ. Đây, cô còn về đưa cho nó. Đúng mà giúp bớt đấy. Ơ, sao ít thế ạ? Cái gì mà. Đã đi nhận hộ rồi còn đòi hỏi à? Không lấy đưa đây. Thôi, anh cảm ơn ạ. Thông tin chị gửi cho em hết rồi đúng không? Em ở đây giải quyết nốt nhá. Chị ơi, chị nghe bọn em giải thích đã chị. Chúng tôi đã không quản dịch bệnh khó khăn để mà đi làm từ thiện. Thế mà còn bị cô phá đám. Đúng là cô có tiền đấy, nhưng mà cô đã quyên góp được bao nhiêu mà còn bắt bẻ chúng tôi. Chúng tôi cũng có tiền, cũng đi từ thiện. Nhưng mà chúng tôi đặt đúng nơi, đúng chỗ và đúng người. Sao? Muốn minh bạch tài chính ấy thì sao kê đi. Đừng để lòng tin của người dân đặt sai chỗ nữa. Này, tôi nói cho cô biết, từ trước đến nay chúng tôi đi làm từ thiện lúc nào cũng minh bạch. Cô lấy cái cớ gì mà bắt ép chúng tôi? Anh đừng có mà lảng tránh. Nguồn tiền vào và tiền ra của anh ấy tôi nắm bắt rất là rõ. Anh mà cô ta lừa đảo liên quan đến hàng tỷ đồng thì hai người không thoát khỏi vòng lao lý đâu. Cô đừng có mà thấy chúng tôi hiền mà bắt đạp nhá. Chào anh chị.
chúng tôi nhận được tin báo hai người đến công ty của cô Diệu để có hành vi lừa đảo, đồng thời chiếm đoạt tiền của rất nhiều nhà hảo tâm khác. Chắc là có hiểu nhầm gì đấy anh ạ. Chứ cô Diệu mời tôi đến đây. Tôi mời cậu lúc nào? Cô. Tôi hiểu rồi. Đây là cái bẫy cô răng ra để bẫy tôi đúng không? Rất tiếc, tôi là người trong sạch. Chúng tôi đã xác định và có trong tay bằng chứng việc hai người lừa đảo ăn chặn hàng chục tỷ tiền từ thiện. Mời hai người theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra.